Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 19 thường niên ngày 15 tháng 8, 2023 lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ kính trọng thể. Chúng tôi mời anh chị em và các bạn nghe chia sẻ về lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày hôm nay trong chuyên mục chuyện đạo chuyện đời vì lời Chúa chúng tôi muốn anh chị em đọc từ thứ hai cho đến Chúa Nhật liên tục bài đọc một cũng như tin mừng để có một sự liên tục ở trong việc chia sẻ với nhau. Còn chuyên mục chuyên đạo chuyên đời thì những ngày lễ trọng, lễ kính có bài đọc riêng chúng tôi sẽ chia sẻ trong chuyên mục cuộc đời Đức Mẹ cũng như các thánh gọi là chuyện đạo chuyện đời. Xin chúc mừng tất cả các bà, các chị, các bạn, các tổ chức, các cộng đoàn nhận Đức Maria hồn xác lên trời làm bổn mạng một trong ngón tay thật lớn. Bạn ai bổn mạng người Đức Mẹ hồn xác lên trời đâu giơ tay ạ? Rồi các bạn bắt tay chúc mừng những người đó dùm ngay. Vâng, là bắt tay chúc mừng. Xin uh, Chúa có lời truyền cầu của Mẹ Maria chúc lành cho các bạn bình an, vui tươi và tràn đầy sủng lòng thương xót Chúa. Giờ đây mời các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau chương nhật thứ 19 thường niên. Bà đọc một năm lẻ trong sách Đệ nghị luật chương 31 câu 1 đến câu 8. Bài trích sách Đệ nghị luật: Khi ấy ông Môi-se đến nói những lời này với toàn thể Israel. Ông bảo họ: Hôm nay tôi đã được 120 tuổi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Và Đức Chúa đã bảo tôi người sẽ không được sang qua sông jordan kia chính đức chúa thiên chúa của anh em sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông người sẽ tiêu diệt các dân tộc anh em sẽ gặp để anh em chiếm đất của chúng chính ông josuet sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông như đức chúa đã phán đức chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các vua người Emory là si khôn và ốc và với đất nước của chúng người đã tiêu diệt chúng đức chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em và anh em sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em mạnh bạo lên can đảm lên đừng sợ đừng run khiếp trước mặt chúng vì chính đức chúa thiên chúa của anh em đi với anh em người sẽ không để mặc không bỏ rơi anh em rồi ông moshe gọi ông do lại và nói với ông trước mặt toàn thể israel mạnh bạo lên can đảm lên chính anh cũng sẽ cùng với dân này vào đất đức chúa đã thề với cha ông họ rằng người sẽ ban cho họ chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp chính đức chúa đi phía trước anh chính người sẽ ở với anh người sẽ không để mặc không bỏ rơi anh đừng sợ đừng hãi đó là lời Chúa. Lạy ơn Chúa. Mời anh xem lập lại câu đáp. sơ hữu của Chúa chính là dân Chúa. Này tôi xưng tụng thanh danh Chúa, trời đất hay suy tôn Thiên Chúa ta thờ, người là nuôi đa, sự nghiệp người hoàn hảo, vì mọi đường lối người đều thăng ngay. Hãy nhớ lại những ngày xưa thang cũ và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dậy, Thinh bậc lão thành họ sẽ nói cho nghe. Khi đâng tôi cao đỉnh phần riêng cho muôn nước Và khiến loài người khắp Nga chia tay, Thì người vạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh. Nhưng sở hữu của chúa chính là dân chúa, nhà cóp là cơ nghiệp của người duy một mình đức chúa lãnh đạo dân chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh chúa hallelujah hallelujah chúa nói anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường hallelujah Mệnh tiên mở Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 18 câu 1 đến câu 5, câu 10, câu 12 đến câu 14. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy anh em hãy coi chừng chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này quả thật thầy nói cho anh em biết các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc lại không thể, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, người ta nói có người mà sống lâu nhất trên thế giới này có nhiều mũi sen là được lắm rồi phải không? 120 tuổi. Bạn muốn sống tới bao nhiêu? 150 tuổi. Còn bạn muốn sống tới bao nhiêu? 1.000 tuổi. <laughs> à, thưa anh chị em, có em nói xin cha cầu nguyện cho ông con, ông con yếu lắm rồi. Nói ông con bao nhiêu tuổi? Dạ ông con tám mấy rồi, tám tám. Nói bây giờ con phải cầu nguyện cho ông con ra đi bình an thì tốt hơn chứ. Vì bây giờ ông còn yếu lắm rồi Không còn sức nữa Mà cứ cầu cho ông mà cứ sống uh, uh, Lây lất như vậy uh, 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 uh. Đến một 000 tuổi chịu không? Đến 150 tuổi chịu không? Bạn thấy không ạ? Cái quy luật mà sinh, bệnh, rồi lão tử Không thể thoát được cái quy luật đó Mà bạn cứ đòi uh, sống mãi Sống thì sống đấy Nhưng mà sống giờ chết giờ thì tha Đi về với Chúa sớm còn sướng hơn Đúng không? Đó nên nếu mà ông con mà nằm đó mà cứ đau ốm bệnh rồi mọi người cứ phải phụng dưỡng rồi lo lắng đủ thứ cho, cho cầu cho ông con sống thêm mấy năm nữa sống thêm để chính ông nằm đó cũng cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác rồi chính chúng ta phải thật lòng mà nói cũng thấy đó là gánh nặng nói gì thì nói phải không ạ nói gì thì nói thức lâu chầu mỏi nếu mà ông sống khỏe thì ông nói gì ông tự ăn tự vệ sinh tự làm để các thứ thì không nói chi nhưng mà chúa không cho ông khỏe được nữa tắm mấy rồi đấy đâu ra khỏe nhất là những người mà ngày xưa ăn uống thiếu dinh dưỡng rồi cuộc sống nó quá lao động quá vất vả đâu được như bây giờ thì sức nó cũng tàn lực nó cũng cạn thôi tốt nhất là cứ lần chuỗi lòng thương xót chúa để nếu chúa cất ông đi thì cho ông ra đi bình an mình thanh thản nhẹ nhàng không phải là mình chủ yếu cho ông chết sớm không có nhưng mà mình phải sống trong niềm tin cho nó đúng nghĩa nó cứ thích sống lâu để làm vấn đề là để làm gì nếu mà ngày mai mà tôi phạm tội bất đồng chúa thì thà hôm nay chúa cất tôi đi còn hơn đúng không đúng không ạ cho nên có nhiều cha mẹ, đứa con thơ nó chết sớm rồi buồn rồi khóc lóc. Tại sao chúa các con của con nó về sớm thế này? Bảo bây giờ chị muốn biển nó về sớm đó là thiên thần. Rồi nó phù hộ cho chị. Hay là chị muốn sau này chính chị là phải đi thăm nuôi nó vì nó vào tù ra khám. Rồi chính chị phải đi trả nợ cho nó vì nó uh, nợ giang hồ. Chị chọn đường nào? Mà chú biết rằng tương lai có thể nó như thế Chúa cất đã về sớm thì chị thay vì khóc lóc bù lu bù loa thì hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được con của con được hưởng hạnh phúc với Chúa. Môi xe cũng vậy thôi. Khao khát mong ước đưa dân vào đất hứa nhưng mà không được. Chúa bảo người sẽ không được sang qua sông cho đàn kia. Trong cuộc sống đôi khi anh chị em nghĩ rằng mình có công này công nọ công kia rồi mình sẽ phải được ở lại để mà hưởng cái công ơn linh mình đã bỏ ra tháng 8 này đang đợt này đến cuối tháng có nhiều anh em sẽ lãnh bài sai đi sư vụ đi chỗ khác đi xứ khác có anh mới xây nhà thờ trăm tỷ hồi cách đây 5 năm anh gặp tôi nói em xây nhà thờ cỡ 20 tỷ mà đến lúc anh khánh thành thì nhà thờ tới thành năm gấp 5 lần 100 tỷ anh làm quá hớp ai đến cũng phải thấy hớp luôn ngợp choáng vì nó quá lộng lẫy nó quá um, uy nghi cao sang quá mà dưới một vùng dân còn đang nghèo cũng xoay giỏi nói sao rồi rồi em còn thiếu 20 tỷ nữa cứ ngỡ là mình sẽ ở lại rồi khi, cho đến khi mà trả hết nợ rồi mới đi đức cha bảo cứ đi đi người khác đến trả nợ đâu có sao đâu phải nợ của cá nhân cha đâu đó là của giáo sứ mà giáo sứ đó thực sự là của giáo phận cho nên cứ đi thôi Cứ nhìn tháng 8 này có nhiều anh em linh mục xây nhà thờ xong rồi đi Đâu được thưởng Giống như là môi sen vậy Vất vả đưa dân từ trong Ai Cập nô lệ đi vào đất hứa qua sa mạc Đến cửa đất hứa thôi Không bước qua được Không bước qua sông được Chúa bảo ngừng Tới đây thôi Cho nên nhiệm vụ của Môi Sen là người đưa đường thôi nhiệm vụ người khác là đưa vào trong cái đất hứa đó. Do vậy chính do vậy sẽ dẫn anh đầu anh em qua sông như Đức Chúa đã phán. Trong cuộc sống của mình phải chấp nhận như vậy, đi thưa anh chị em và các bạn. Chúng ta đôi khi chỉ là người đi khai phá, những người đi mở đường thôi. Và tôi thấy như, tôi nghiệm lại bản thân tôi là như vậy. Từ lúc mà lòng thương xót Chúa chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam đã đi 15, gần 20 năm. Tôi cũng chập trà chụp trọn, được người giáo dân chỉ cho biết về lòng thương xót Chúa. Tôi chập trà chụp trọn, cứ vậy mày mò như là môi sen đưa dân vào trong sa mạc. Hướng dẫn anh chị em giáo dân của mình cứ từng bước từng bước đến với lòng thương xót Chúa. Thế khi mà phát triển rồi thì giao cho người khác, lấy nhiệm vụ tổng linh hướng rồi những anh chị em khác phụ trách. Còn mình lại tiếp tục làm công việc là đi giao hoạt giống lòng thương xót đến những vùng chưa biết đến những vùng sâu vùng xa đến những em dân tộc đến những người ngoại giáo cứ đi khai phá vậy thôi còn người khác đến để phao lô trồng rồi apollo tưới chúa làm cho nó lớn lên chúa làm hết tất cả chúng ta mỗi người làm bổn phận của mình tròn vai đó được rồi làm cái vai nào đó thì đúng đóng cái vai đó vai người đi khai phá thì tới đó thôi mỗi xe đó mỗi xe chỉ làm cái nhiệm vụ đó thôi mặc dù rất là vất vả thường thì chúng ta khó chịu lắm phải không? mới xây nhà thờ xong chưa được hưởng cái gì cái đi, mới làm tòa giám mục xong chưa được hưởng cái gì về hưu, thấy chưa? làm bao nhiêu công trình rồi, cứ nghĩ rằng mình sẽ phải được cái lưu lại ở thêm 5 năm nữa để mà thưởng cái công trình đó, nhưng mà chú bảo thôi để cho người khác con, còn à, con vậy đủ rồi. Có những người mà bình an chấp nhận trong niềm tín thác, có những người thì muốn nổi loạn. Có những người thì trầm cảm Có những người thì bất mãn Tùy theo thái độ của mình Chú chơi vậy kỳ quá Con dẫn đi dân vất vả Thế giờ con mỗi bước nó qua sông Đến nơi thì cho, thì cho con đặt chân vào đó Con chết được không? Được không? Chú bảo không ừ. Mình bảo được chú bảo không Mình bảo không chú bảo được Nó sao mà Dân lớn như vậy mà run khiếp Nó sao mà, 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 mà chiếm được cái đất nó đứng bên đây nhìn xem anh thấy sợ rồi. Moses bảo đừng sợ mạnh bạo lên can đảm lên đừng sợ đừng run khiếp trước mặt chúng vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi với anh em người sẽ không để mặc không bỏ rơi anh em vì Moses đã kinh nghiệm cái đó rồi Moses đã từng chứng kiến phía trước là biển đỏ phía sau là binh lính vua chúa Ai cập đuổi theo binh hùng tướng mạnh tiến cũng chết lùi cũng chết lấy gậy đập vào biển rẽ nước ra đi đang đi giữa lòng biển nó đuổi theo cũng chết nữa vứt đi đập một lần nữa nước ập lại tiêu diệt hết một sự chứng kiến được chuyện đó cho nên mới dám nói mạnh như vậy là đừng run đừng khiếp Chính Đức Chúa đi phía trước anh em Chính người ở với anh em Người sẽ không để mặc không bỏ rơi anh em Đừng sợ, đừng hãi Ngày hôm nay các bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa Cũng như thế đấy Cũng như thế đấy Đôi khi các bạn chỉ là người khai phá, người mở đường thôi Tôi cũng thế thôi Những máy sách ảnh chuỗi này chúng ta đến Chúng ta là những hạt giống chúng ta gieo Khổ công, đi gieo, đi vãi rồi Chúa cho nó lớn lên và người khác đến đón nhận những thành quả ấy được không? Sẽ lắc đầu mà lắc đầu cũng phải chịu mà không lắc đầu cũng phải chịu thôi. Cho nên tôi, tôi hay nói muốn vừa khóc vừa đi hay vừa cười vừa đi. À, hôm nay là ngày 15 tháng 8 rồi. Tới ngày 18 tháng 8 là kỷ niệm 4 năm tôi rời giáo điểm tin mừng. Cũng thế thôi. Cũng giống như môi sen thôi vừa khóc vừa đi hay vừa cười vừa đi thế ông ạ khóc cũng phải đi mà cười cũng phải đi vậy thì muốn đi khóc hay đi cười à hallelujah à, chúa. con đã làm được như vậy là Chúa bảo được rồi đi long đi chỗ khác con chuyện nó để cho người khác chuyện đó chuyện của ta việc của con là đi tiếp khai phá một con đường mới đi tìm một con đường mới một cách thức mới bây giờ không phải chỉ giới hạn ở trong giáo điểm tin mừng ở một nơi một chỗ một không gian một thời gian nhưng mà bây giờ mở rộng ra không biên giới đến cả trăm nước trên thế giới không có thời gian làm sáng trưa chiều tối vì đối với mình bây giờ là sáng nhưng mà bên kia là đêm đối với mình bây giờ là đêm mà bên kia là sáng đâu có thời gian đâu không gian và thời gian không giới hạn nữa đó là đường lối mà chú muốn ta làm thì ta làm vui vẻ mà ra đi bình an mà ra đi thanh thản mà ra đi nhẹ nhàng mà ra đi như sen không cảm rầm không kêu trách mà chỉ nói với những người sau mình là đừng sợ tiến lên vì tôi đã kinh nghiệm chuyện đó rồi cho nên bây giờ tôi cũng nói với các bạn những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa là các bạn đừng lo đừng sợ gì cả thì chắc tương lai mình một mịt mù quá mình làm rồi sẽ như thế nào sẽ đi về đâu sẽ là sao Chúa hướng dẫn mà Chính Chúa đi phía trước hướng dẫn mà Chính người sẽ ở với anh em mà Người không để mặc anh em Không bỏ rơi anh em Đừng sợ, đừng hãi Miễn là chúng ta như là một đứa trẻ Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay Hãy tự hạ coi mình như em nhỏ này Sẽ là người lớn nhất trong nước trời Đứa nhỏ nó hoàn toàn Nó tin thác vào cha mẹ nó cha mẹ nó cầm tay nó dắt đi đâu nó cũng đi bạn đến mặt cầm tay nó nó cho Nó dễ liền bạn có đưa kẹo đưa bánh cho nó nó cũng lắc đầu lên nhưng mà bố mẹ nó dù là cái ông quét rác đấy dù là cái bà công nhân đấy cầm tay nó nó vẫn tin tưởng và đi cho dù bạn có là linh mục cho bạn cho dù bạn có là tu sĩ cho dù bạn có là tổng thống bạn nắm tay nó nó có cho nắm không nó có đi không không hãy là đứa trẻ đó đi còn mình đi không ngu gì không đi chưa gì đã gật đầu rồi cứ thế ai có tiền có quyền là lao vào cho em đi với cho em đi với mà chả biết người ta như thế nào miễn thấy người ta có hình dáng bên ngoài đẹp có tiền có quyền có danh có chức là mình đi thôi còn đứa bé không nó phải biết đâu là cha nó, đâu là mẹ nó chứ Và nó hoàn toàn tín thác vào cha và mẹ nó Không hề so đo tính toán, không hề ngại ngần gì cả Đó, Mô xin mời gọi những người dân do Thái Và mời gọi chúng ta ngày hôm nay cũng vậy Đừng sợ, đừng hãi Tín thác vào quyền năng lòng thưa Chúa như là một người cha Người sẽ đi trước mình, người sẽ bảo vệ mình, người sẽ che chở mình và Chúa nói với Faustina rằng là ai đi loan truyền lòng thư xót của ta ta bảo vệ họ như vinh quang của ta và không kẻ thù nào làm hại được họ đừng sợ tiến lên tiến lên. lên ngồi yên như vậy sợ không rút rè nữa không ngại ngần nữa không cho nên các bạn nhiều khi bảo đi công tác cha cho biết chỗ này đi đâu cứ đi cứ đi rồi biết tín thác mà như vậy chứ cứ đi rồi biết Làm gì cứ đến rồi biết Tại vì khi cho các bạn biết Bạn sẽ có sự lựa chọn Thích chỗ này thì bạn đi đăng ký đi Mà không thích chỗ kia bạn Thôi chỗ này khó lắm chỗ này khổ lắm không đi Vậy thì còn gì gọi là tín thác Đứa bé bố mẹ nó dắt đi là nó đi Đâu cần hỏi bố mẹ là đi đâu đâu Thấy chưa Dù có đi xuống đồi nó cũng đi xuống Dù có lên núi nó cũng đi Miễn là có bố mẹ nó đi với nó là được rồi mình trở nên trẻ thơ là như vậy đấy thưa anh chị em Mà nếu không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì không được vào nước trời đâu Không tính toán, không so đo, không có cò kè hay là kỳ kèo gì cả Như một đứa trẻ như vậy mà nhớ rằng là coi chừng nha Tiếp đón một em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy một em nhỏ này không phải chỉ là một đứa nhỏ mà là những con người nhỏ mọn hèn yếu trong thế giới này trong xã hội này những người nghèo những người bệnh những người cô thân cô thế những người thấp cổ bé miệng không có chức không có quyền không có tiền không có danh mình có đoán tiếp họ hay không mà nếu mà khinh một trong những kẻ này thì nói cho mà biết các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời đấy đừng coi thường. Đừng tưởng người ta khô rách áo ôm, đừng tưởng người ta tứ cố vô thân, đừng tưởng người ta thấp cổ bé miệng mà coi thường, cẩn thận đấy. Và khi các bạn tiếp đón họ, nhớ là tiếp đón chính Chúa mà. Vì Chúa không muốn để bất cứ một ai bị hư mất, không muốn để bất cứ một ai bị loại trừ cho dù là con chiên lạc thì cũng để 99 con đó mà đi tìm cho bằng được vì cha của anh em trên trời không muốn một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Không muốn loại trừ bất cứ một ai. Tất cả chúng ta trước mặt Chúa đều là người bé mọn. Vấn đề là mình có nhận là mình bé mọn hay không hay mình là ỷ mình có công, có phúc, có đức, có này, có nọ, có kia mà mình không còn tâm hồn của một trẻ thơ nữa. Mời chị em kinh nguyện lòng thương xót Chúa Trang 9 cùng đọc kinh rước lấy thiêng liêng Lạy được Chúa Giêsu, Con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự Cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con Xong lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiên liêng vậy chẳng khác gì như chúa đã ngự vào thật thì con xin nặng lấy cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bỏ chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em chúc anh chị em luôn được bình an Thế âm chùa ông mẹ một màu ngát xanh con đường tựa dâng lên cõi lòng ông mẹ một màu ngát xanh màu bọc con qua than cũng khốn ông mẹ một môi yêu thương cho đoàn con you au oh,